xin chào các anh chị thì uh, hôm nay <laughs> hãy sẽ chia sẻ của anh chị mình một cái loại cỏ cỏ dại mọc ở ngoài sân sân vườn của bác anh chị mình mà loại cỏ này là một cái bí quyết để làm đẹp cho những người con gái ở vùng cao vùng tây bắc thì uh, cái bí quyết đó rất là đơn giản thôi nhưng nếu chúng ta không biết thì mãi mãi nó là bí quyết bí mật hôm nay hãy sẽ bật mí cho các anh chị mình tại sao những người con gái ở vùng cao ở vùng tây bắc lại có những làn da rất đẹp Và không phải là những người con gái không Mà những bà mẹ hoặc là những bà người bà cụ lâm khơm Làn da cũng rất là đẹp Và đó là loại dược liệu gì ạ? Đây này của anh chị Thì của anh chị mình biết cái này cái gì không ạ? Chắc rất là nhiều của anh chị mình cũng nhận ra và cũng rất là ít của bác anh chị mình biết ha. À, đôi khi chúng ta thấy trong vườn nhà chúng ta rất là nhiều, không biết cái cây này là cái gì, có trị bệnh được hay không, mà tại sao nó nhiều đến như vậy? thì hôm nay hãy sẽ chia sẻ của anh chị mình là cây này. thì đây là cây cỏ sữa lá lớn. thì loại cây này nó có thể hỗ trợ chúng ta rất là nhiều bệnh. À, mình sẽ kể cho các anh chị mình nghe à, một cái à, Công dụng của cái này rất là tuyệt vời Thì những người con gái Ở vùng Tây Bắc à, Thường thì có nước da rất là đẹp Và cái bí quyết này Cũng truyền từ đời này đến đời nọ Không những những người con gái à, Tuổi xuân thủy Có những nước da rất đẹp Mà những bà mẹ hoặc là những Cụ bà lậm khẩm Cũng còn giữ cho mình một cái à, Làn da rất là tuyệt vời Và một cái bí quyết cũng rất là đơn giản Nhưng nếu chúng ta không biết thì nó là bí quyết Còn nếu chúng ta biết rồi thì nó cực kỳ đơn giản Hôm nay hãy chia sẻ của anh chị mình Đồng thời rất nhiều bài thuốc từ cái cây cỏ sữa lá lớn này Nó có thể giúp chúng ta trị mụn rất tuyệt vời Rồi xin mời của anh chị mình Thì ở đây Mình cũng cho các anh chị mình xem rất là rõ rồi Đây là cỏ sữa lá lớn Cây này thuộc họ thầu dầu Khi mà chúng ta muốn sử dụng nó Thì nếu nhà chúng ta có Chúng ta đừng có nhỏ luôn luôn gốc ha À, chúng ta lấy cái phần trên mặt đất thôi, có nghĩa là bộ phận sử dụng của cây cỏ sữa lá lớn này là trên mặt đất, à, là thân và lá, nói chung là cái bộ phận trên mặt đất. đó Vì sao mình gọi là cỏ sữa lá lớn? Bởi vì nó còn một loại nữa đó là cỏ sữa lá nhỏ. Nha. thì cỏ sữa lá lớn này thì nó có công dụng gì? Rất là tuyệt vời, nó giúp chúng ta mát mát cơ thể, rồi nó hỗ trợ điều trị những cái bệnh về da liễu, rồi nó hỗ trợ điều trị về mụn và giúp đẹp da, săn da. Những người nào mà hay bị mụn thì bệnh rất là đơn giản từ cái cây này. Ngoài ra chúng ta hay bị viêm lưỡi hoặc là nứt môi thì trị cũng rất tuyệt vời. Với những người bị hay tiếp xúc ở nước nhiều, ở dưới nước nhiều, bị nước ăn chân thì sử dụng loại cây này cũng cực kỳ tuyệt vời. Thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Hôm nay mình chia sẻ rất là nhanh cho các bác chị mình. Khi mà các bác chị mình muốn có làn da đẹp mà ở đầu video Hải đã nói những người và con gái phụ nữ những người già ở phụ nữ ở tây bắc á, có những làn da rất là đẹp không có mụn mà lại trắng đẹp nữa thì rất là đơn giản thôi của anh chị mình á, lấy cho hải một nấm ở đây là ít này nha chúng ta sẽ lấy một nắm như thế này đây này ít này một nấm cỏ sữa lá lớn tươi hoặc khô cũng được miễn là một nắm của anh chị mình nếu lá tươi thì ngâm qua nước muối loãng rửa nước sạch để ráo bỏ vào nồi bỏ vào nồi có hai cách một là của anh chị mình đổ cho hải một lít nước vào nha, một lít nước vào và cô bác chị mình nấu sôi lên trong vòng 20 phút Lửa nhỏ thôi Xong cô bác chị mình để cho nó nguội đi Chắc là cái nước đó Và cái nước đó của bác chị mình rửa mặt Rửa cái da mặt chúng ta Hoặc là rửa da tay Ở đây hai chị chị rửa ra da mặt chúng ta Mỗi ngày 1 đến 2 lần như vậy rửa cho Chúng ta rửa da mặt lại à, Rửa da mặt rồi Rồi chúng ta để đó Khoảng 1-2 giờ sau chúng ta lấy nước nước ấm thường Chúng ta rửa da mặt chúng ta lại Như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta một là trị hết mụn hai là nó sẽ giúp da chúng ta trắng sáng không thâm nám tàn nhang đặc biệt là không thâm nám tàn nhang nha của bác anh chị mình nha và cái cách thứ hai để trị mụn thì của bác anh chị mình lấy hai một nắm tươi như thế này đó một nấm tươi như thế này rồi của bác anh chị mình đó là ngâm một nước muối loãng rửa nước sạch để ráo bộ phận trên mặt đất và của bác anh chị mình giả thật nát sau khi giả thật nát rồi chúng ta sẽ vắt lấy nước cốt cái nước cốt đó chúng ta sẽ uống và cái bã còn lại chúng ta sẽ đắp lên cái chỗ da chúng ta bị mụn mỗi ngày một lần. Trong vòng 3 đến 4 ngày nó sẽ giúp cô bác anh chị mình rất tuyệt vời. Bởi vì sao chúng ta phải uống? Bởi vì cái này nó làm mát cơ thể. Do chúng ta bị nóng gan, nóng cơ thể nó mới nổi mụn, đúng không ạ? Thì chúng ta uống cái nước cốt này, đồng thời chúng ta sẽ lấy cái bã này chúng ta sẽ đắp lên da mặt chúng ta. Đó, rất là tuyệt vời. Còn khi mà cô bác anh chị mình bị à, nứt môi á, đây, nứt môi thì cô bác anh chị mình thấy nè, nhìn kỹ nè khi mà chúng ta bứt nó ra, nó có một cái lớp sữa như thế này, đây. Đó. Người ta gọi là cỏ sữa. Thì khi mà của anh chị mình nứt môi thì chúng ta sẽ ra ngoài vườn chúng ta ngắt. Ngắt cái đọt này. Cái nó ra sữa, nó ra cái nhựa nó này, chúng ta sẽ chấm vào cái chỗ mà thoa, chấm xong rồi chúng ta thoa thoa đều cái chỗ mà môi chúng ta bị nứt. Một hai lần thôi, nó sẽ giúp liền da rất tuyệt vời. Loại cây này nó trị bị bệnh da liễu rất tốt, những cái vết lở lét không lành rất tuyệt vời. Và khi mà chúng ta bị viêm lưỡi cũng vậy. À, chúng ta lấy cái cái À, cái nhựa này chúng ta chấm vào cái chỗ lưỡi chúng ta bị viêm thì nó sẽ mau lành vết thương rất tuyệt vời. khi mà cái vết thương chúng ta bị lỡ lét không lành thì chúng ta sẽ lấy cái cỏ sữa lá lớn này nè, nhiều nhiều vô, ngâm vào nước muối loãng, rửa bằng nước sạch để ráo. xong của bác anh chị mình phơi khô, phơi thật khô xong á là tán tán cho mịn ra, tán cho nó, cho nó nhuyễn ra, xong của bác anh chị mình pha với lại một ít mật ong cho nó sạch sạch cho cái hỗn hợp nó sẽ sệt xong chúng ta sẽ đắp vào cái chỗ mà vết thương hai đến ba giờ sau chúng ta lấy ra mỗi ngày chúng ta làm hai lần như vậy thì nó sẽ mau lành vết thương và nếu như quán chị mình có mụn cóc bị mụn cóc thì chúng ta ra ngoài vườn bứt cộng cỏ sữa này ra chúng ta dò cho nó nát và chúng ta xác trực tiếp lên cái mụn cóc của chúng ta nó sẽ tiêu biến mụn cóc cho chúng ta rất tốt nhưng lưu ý của anh chị mình nên chữa cái mụn cốc cái mới làm cái mụn cốc đầu tiên nó mọc nếu chúng ta có nhiều quá thì chúng ta sẽ chữa cái mụn cốc đầu tiên chúng nó mọc trước trước nhất ha rồi nó sẽ tiêu biến nếu cái mụn cái nó tiêu biến thì, thì những cái mụn con nó sẽ tiêu biến biến luôn thì bởi vì cái mụn cốc là nó mọc từ rễ của mụn cái mụn cốc cái nó sẽ đâm rễ ra tới đâu thì mụn cốc con nó mọc lên tới đó Tìm tiêu diệt cái cây cái, cái, cái thì cái mụn cốc con nó sẽ biến mất khi mà cô bác anh chị mình muốn giữ làn da trắng toàn thân cho cô bác anh chị mình bởi vì sao mình nói cây này nó à, quý hơn mỹ phẩm đắt tiền quý hơn thuốc bổ là như vậy nếu cô bác anh chị mình muốn có làn da trắng sáng mình màng cả cái làn da cơ thể chúng ta thì cô bác anh chị mình lấy cho hải á từ 4 đến 5 nắm cỏ sữa lá như lớn này tươi hoặc là khô cũng được à, cô bác anh chị mình à, nếu tôi hiện nay mà nước muối loãng rửa nước sạch để ráo chặt khúc bỏ một cái nồi nếu chúng ta muốn toàn cơ thể chúng ta trắng ha, thì của anh chị mình chặt khúc bỏ cái nồi đổ cho hải là 3 lít nước đến 4 lít nước và nấu sôi lên sau khi sôi để lửa nhỏ nó sôi trong vòng 20 phút tắt bếp rồi để cho nước nó nguội đi chúng ta sẽ pha với nước à, vài lít nước à, lạnh nước lạnh rồi chúng ta sẽ tắm ha. đó chúng ta sẽ tắm đó sau khi tắm bằng nước có sữa lá lớn này xong để hai ba giờ sau chúng ta tắm lại vẫn được nếu không tắm vẫn cũng không sao mỗi ngày một lần hoặc mỗi tuần ba lần bốn lần thì nó sẽ giúp cho các anh chị mình có một cái làn da toàn cơ thể trắng sáng rất tuyệt vời đồng thời da mặt chúng ta cũng sẽ rất tuyệt vời và đó là một cái bí quyết của người dùng cao người ta thường xuyên sử dụng cái cỏ sữa lớn lớn này để tắm để phục để gọi là chăm sóc làn da nhưng nếu chúng ta không biết thì nó sẽ là bí quyết như biết rồi nó rất là đơn giản có những cái nó là như vậy đó. rất tuyệt vời không các anh chị mình thì hôm nay hãy chị tập trung à, chia sẻ À, những cái bài thuốc à, làm đẹp da những cái cách làm đẹp da từ cổ sở lớn này à, thì ngoài ra cổ nó lớn này người ta sử dụng để hỗ trợ điều trị về vấn đề sơ gan cổ trướng rồi hỗ trợ về vấn đề nhiều vấn đề khác nữa nhưng mà để một video nào đó đi hãy sẽ chia sẻ lại của anh chị mình hôm nay hãy đồng à, hãy chỉ chủ yếu chia sẻ của anh chị mình những cái cách để chúng ta sử dụng cây cổ sở lớn này hỗ trợ bệnh ngoài da đó hay bệnh ngoài da thôi à, nếu mà của anh chị mình bị tiêu chảy ha bị tiêu chảy bệnh tiêu chảy hoặc bệnh lị thì có sữa này có sữa lá nhỏ hoặc có sữa lá lớn này là cái, cái cách tuyệt vời nhất rất đơn giản khi mà chúng ta bị tiêu chảy của anh chị mình lấy cho hải là 12 hai gram cỏ sữa lá lớn tương đương với nửa nửa nấm nửa nấm cỏ sữa lá lớn tươi ngâm nước muối loãng rửa nước sạch để ráo lưu ý dùng bộ phận trên mặt đất chúng ta đã rửa sạch rồi thì chúng ta sẽ của bánh chị mình sẽ giả giả thật nát nhuyễn ra và sau khi giả thật nát nhuyễn rồi của bánh chị mình là cho vào cho hải một cái ly nước bao cao như thế này nhỏ như thế này bao cao như thế này đó đó rồi cho hải một vài hạt muối hạt vào và quậy cho nó tan ra Bắt lấy nước cốt và uống một lần hai giờ sau nếu tình trạng bệnh chúng ta nó thi giảm ít chúng ta uống một lần nữa thì nó sẽ giải quyết cho cô bác chị mình vấn đề về tiêu chảy và kiết lỵ rất tốt và đây là cái lưu ý cho cô bác chị mình sử dụng đúng liều lượng sử dụng đúng liều lượng nếu sử dụng quá liều nó sẽ không tốt cho sức khỏe chúng ta thứ hai nữa là bộ phận sử dụng như hải đã nói chúng ta sẽ sử dụng trên mặt đất không có không có nhổ rễ nó cái gốc của nó thì để cho nó lên cái khác chúng ta sử dụng rất tuyệt vời của cô bác chị mình bộ phận sử dụng trên mặt đất có nghĩa là tất cả những gì trên mặt đất của cái cây có sự lớn này chúng ta đều dùng hết à, trên cây nó có cái gì chúng ta dùng cái đó à, hoa rồi nè dùng hết rồi hoặc chúng ta có thể dùng khô vẫn được rồi thì uh, cuối video hãy cảm ơn và chúc anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống uh, nay thì cũng mùa mưa rồi cũng thất thường cho nên uh, đôi khi hãy làm về thì uh, gặp mưa thì bó tay không có chia sẻ bài thuốc cho anh chị mình được cho nên nó là mong của anh chị mình thông cảm thường thì ngày nào hãy cũng sẽ chia sẻ lên cho anh chị mình một bài thuốc thứ nhất á, là để gọi là cái món ăn tinh thần cho quán chị mình thứ hai để cho nó có một loại gọi là một cái thói quen à, một cái sự um, nó gọi là nó đều đều điều nhưng à, mùa mưa này á, thứ nhất á, là đi tìm dược liệu rất là khó bởi vì mùa mưa rồi hãy đi làm về gặp ngay cây mưa thì hãy cũng sẽ không có chia sẻ được thì đến khi hết mưa đã tối rồi không lẽ hãy quay bằng đêm thì nó cũng đôi khi nó cũng rất là khó quan sát cho các bác chị mình nhận thức được cái dịch liệu. Nên mong các bác chị mình thông cảm. Hãy vẫn thường xuyên cố gắng hết sức để có thể chia sẻ lên được những gì mà hãy có thể chia sẻ để các bác chị mình tham khảo. Mong rằng nó có thể giúp đỡ được một phần nào cho các bác chị mình có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa bệnh đường cùng. Rồi thì cũng giờ hãy cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Vì đến đây hãy xin được kết thúc. Xin chào các anh chị mình nha.